Trại rúi của gia đình ông Lê Trọng Lệ nằm trên địa bàn xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2008, ông Lệ đã mạnh dạn đầu tư vốn, xây dựng chuồng trại, mua rúi giống về để nuôi. Sau hơn chục năm gắn bó với con rúi, ông Lệ đã mở rộng quy mô từ một trang trại lên 4 trang trại tại Thanh Hóa. Từ 30 cặp rúi sinh sản, đến nay, ông Lệ đã nhân thành công và duy trì số lượng đàn khoảng 2.000 con rúi, đem về thu nhập cho gia đình khoảng 1 tỷ đồng một năm. Ta lưu ý là ta nuôi con rúi. Chuồng trại là yếu tố sống còn hay không là do chuồng trại. Ta phải làm cho kín. Để ta điều chỉnh được nhiệt độ từ 25 đến 30 thì con rúi đấy mới sống được. Còn nóng quá sốc nhiệt. Còn rét quá nó sẽ bị viêm phổi cấp. Hai cái bệnh này là rất khó chữa. Đấy. Cho nên ta phải lưu ý. Còn đĩa được hay không, đĩa được nhiều hay ít là do ta ăn. Cho ăn đấy, cho ăn nó đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ phát triển rất tốt con rúi. Để chất lượng con rúi, con đĩa ra nó phải mập. Đấy, phát triển tốt và nhanh, không bệnh tật. Theo ông Lệ, rúi là động vật ít khi nhiễm bệnh, song lại dễ mắc bệnh đường ruột và đường hô hấp. Thức ăn chủ yếu của động vật này là mía, ngô và thân tre. Mỗi ngày, rúi ăn 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Đặc biệt, rúi là động vật không cần uống nước nên khá sạch sẽ. Mỗi năm, rúi sinh sản 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 5 con. Mỗi con rúi trưởng thành có trọng lượng từ 5 đến 6 kg. Ông Lệ cũng là người đầu tiên tại xã Vân Sơn thành công với mô hình này. Ngoài rúi giống và rúi thương phẩm, ông Lệ tiếp tục đầu tư hơn 200 con giòn để bán giống và thịt. Chuồng giòn của gia đình ông Lệ hàng năm cho thu nhập cả 100 triệu đồng. Đây là một trong những cái hướng đi mà của gia đình là rất phù hợp với cái điều kiện của người lao động và đặc biệt là nông thôn. Diện tích đòi hỏi nếu mà để mà có như ấy thì diện tích cũng không phải là lớn. Đấy, diện tích không phải rộng, cũng đòi hỏi nhiều, đầu tư cũng đòi hỏi nhiều. Đấy, nhưng tuy nhiên là phải nói thật là cái khâu kỹ thuật là phải chuẩn, được nắm bắt được, phải có kinh nghiệm thực sự, từ cái cách nuôi, từ cái nhiệt độ của nó cũng rất ưu ái, mùa hè thế nào, mùa đông thế nào, rồi dịch bệnh như thế nào. Nhưng cái này dịch bệnh thì tôi thấy là chưa thấy. Vì con này thì bây giờ họ nuôi theo khoa học hơn. Hiện nay rúi giống của gia đình ông Lệ đã có mặt tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Riêng rúi thịt của gia đình ông đã có mặt tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn để phục vụ du khách. Ngoài ra, trại rúi của gia đình ông Lê Trọng Lệ đã trở thành đầu mối cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân. Từ loài động vật hoang dã, con rúi trở thành động vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho bà con nông dân tại xã Vân Sơn.